Chào các bạn, nạn thuốc bắc bên nhà mình mới về đây nhé. Về số lượng rất là nhiều. Nhu cầu làm đẹp của chị em trong dịp gần Tết và ra Tết rất là lớn. Nên là bên shop mình luôn sẵn hàng phục vụ các chị em làm đẹp nhé. Nạn thuốc bắc hàng chuẩn nội địa nhé. Các bạn nhìn này, nước trong. Nước trong đậm. Gói bột cũng màu đậm nhé. Không phải cái loại mà nhạt nhạt màu vẫn vẫn đục đâu. Các bạn nhận hàng được kiểm hàng trước khi nhận. Hàng không chuẩn không lấy tiền nha. Đợt này thì công ty có tặng thêm bột. Có tặng thêm bột thuốc bắc này các bạn. Cái bột này mình sẽ tặng lại cho các sỉ và lẻ bên nhà mình. Công ty chỉ tặng bột thôi chứ không có nước. Là bạn nào mà muốn đắp dày hay là đắp nhiều, đắp cả vùng vùng cổ thì các bạn có thể lấy hai gói bột này, các bạn pha với một ống nước này và các bạn thêm ít nước lọc nữa là các bạn có thể đắp kín được cả vùng mặt và vùng cổ nhé. Hoặc là các bạn có thể bỏ nước lọc và đắp không với cái bột này cũng được. Các bạn có nhu cầu mua hàng xin vui lòng liên hệ số Zalo của mình là 0359 447 339 nhé.